quá trời luôn. Phải nói là nhìn thấy thấy hai bạn mặc đồ này tự nhiên cái thấy, thấy không khí Tết nó gần tới rồi đó. Đúng không? À, xin hỏi bộ áo dài này là các bạn may hay là? Dạ bộ áo dài này là tụi em may để làm lễ cưới luôn. À, bộ áo dài cưới của hai chồng luôn. Dạ. Ừ. Rồi xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Lê Nhật Cường, năm nay 32 tuổi. Dạ Cường. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc em là gì Cường? Dạ em bên kỹ sư điện anh. Tôi tưởng nhà thiết kế không á. Thế còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Ồ, điện ở bên văn phòng. Rồi sao quen nhau? Văn phòng tư điện. À, ông này qua sửa điện là gặp cô này đẹp quá quen nhau đúng không? Dạ. Rồi quen nhau là do dịp là trước em với lại anh vợ làm chung thì anh mời em là thôi nôi. Ừ. Rồi lúc đó em mới đi thôi nôi ảnh. Thôi nôi ảnh. Thôi nôi con ảnh. Ừ. Dạ. Trời ơi. Rồi xong rồi em lên em gặp trong buổi tiệc á, ảnh có nhiều em gái lắm. Ừ. Mà người nào cũng đẹp đó. Ừ. Cái xong đó là ảnh lại hỏi mày trong đứa em là mày thích đứa nào. Ừ. Biết em nhát gái lắm. Nói, em mà người em thích mà lấy gì mà anh mà là mai được, trong đứa nào tao cũng cho mày số điện thoại hết á. À. Cái em mới chỉ vậy đứng góc nhỏ nhỏ bên kia. À. Ừ. Cái ảnh nói nó em gái tao á. Cái em nói là anh xạo vừa thôi, ai cũng em gái không biết vậy. Cái lúc đó cái ảnh nói là anh cho em gái tao thiệt mà, nó em ruột còn mấy kia em trâu không à. Hay quá. Dạ rồi cái anh cũng mới cho số. Về cái em nhắn tin thì cũng hẹn gặp, nhưng mà lúc đầu giờ không chịu gặp, cho nó chừng nào quen thì gặp. Em nghĩ lúc đầu không gặp mặt sao quen được. Nhưng mà lúc đó là Ngân có bạn trai chưa? Dạ chưa, lúc đó em cũng chưa có. Ồ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 6 tháng sau á. Ai là người chinh phục người? Dạ là vợ em. Là vậy đó hả? Dạ tại vì em thấy anh tốt lắm, anh quan tâm dữ lắm, đi làm anh cũng thức dậy sớm, anh qua anh đón chở đi làm. Rồi ở cô quan trưa thì không có cơm thì anh cũng mua đồ ăn qua cho ăn, nói chung là anh quan tâm lắm. Ủa vậy là cái đó là anh chinh phục em chứ? Dạ không, nhưng mà tỏ tình thì vợ em tỏ tình chị. À thì tỏ tình bởi vì tao hỏi chinh phục là khác. Cái chinh phục nó khác và cái tỏ tình nó khác. Có nghĩa là anh chinh phục em còn em tỏ tình với anh, đúng không? Dạ. Cái tỏ tình đó như ừ tỏ tình sao? Dạ tỏ tình là do hai đứa ở ra bờ sông, trước giờ em làm cái gì á vợ cũng cảm ơn không à. Cái lúc nó nói thôi hành động đi chứ cảm ơn hoài à. Ờ. Cái tự nhiên vợ em đứng ra giang tay ôm em giữa đông trong người luôn, em biến hình luôn. Mà đã. Đã gì đứng biến hình luôn đâu biết làm gì. Lúc đó là em đã rất là mê cô này mà thích. Dạ thích anh nhưng mà tính em nhát thì em ít nói lắm. Thích thì tâm mới tiền, dạ, bỏ em... tiền, bỏ công, bỏ sức ra chỗ đi làm, mua đồ ăn, đồ. Mà chị hỏi là lúc mà em ôm ảnh á, em có đã giống như ảnh không? Dạ lúc đó thì cũng ngại lắm mà tại ảnh nói là cảm ơn hoài, hành động đi. Thì giờ mình không biết hành động gì hết thì mình cứ ôm ảnh đại thôi. Thì hai đứa coi như lúc đó là cái bữa là tỏ tình. Cái đó là tỏ tình là em tỏ tình trước rồi đó. Dạ. Cầu hôn, đừng nói em cầu hôn không trước nha. Dạ không, anh cầu hôn, nhưng mà em nhắc anh có cầu hôn không chứ em không cầu hôn trước đâu nha. Thì bữa đó anh nhắc ra phố đi bộ thì có một đám đông mà nhảy múa thì em cứ tưởng là người ta cầu hôn, em nắm tay anh vô thì không phải, người ta nhảy. Em mới nói ảnh là tưởng đâu cầu hôn, cái anh nói vậy thôi giờ anh dắt em vô trong đó cầu hôn nha. Cái em nói anh xạo, cái anh lôi vô thiệt, anh đừng vô lôi vô thiệt. Em nói thôi không vô đâu, thì anh dắt mới ra đài phun nước. Thì lúc đó thì anh kêu là nhắm mắt lại đi, thì ảnh mới đem nhẫn cho em mà anh nói lấy anh nha. Ôi dễ thương quá vậy trời ạ. Ôi ông nhát mà ông gan chứ ông đâu có nhát đâu. Em còn nói một câu nữa, cậu hôn để anh cầu chứ đừng em giành luôn, anh luôn mất phần luôn á. À vậy đó hả, giành trước đúng không? Ừ. Rồi có bị nước phun như ướt người không? Dạ không. Dạ. Này chị hỏi nè, em quen bé này á, là bé này nhỏ tuổi hơn em nhiều lắm đúng không? Dạ đúng. 10 tuổi, 8 tuổi. 8 tuổi. Rồi á là em yêu được bao nhiêu lâu thì em cầu hôn ta? Một năm là cầu hôn. Rồi em có làm cái gì chưa? Dạ không anh, dạ không chị. Cho tới ngày cưới luôn? Dạ tới lúc đó, trước ngày cưới là tụi em có đi chụp hình cưới. Ừ. Mẹ em dặn con còn 2 tháng nữa thôi ráng nói chung đừng vượt qua lòng dễ đáo. Ừ, em cũng biết đó. Rồi cứ em im im. Ừ. Cái xong rồi ba nói qua chở vợ đi thì ba vợ nói dặn với vợ là con cũng có đừng có vượt qua lòng dễ đáo. Trời vợ kể em cười mà từ đây ra tới Vũng Tàu luôn. Ừ, tức là hai đứa đều bị dặn dòi rồi bị dặn dòi hết á. Tới hồi ngủ khách sạn hai đứa ngủ chung rồi làm đi, mỗi lần hai đứa quay qua mặt nhau nhìn là cười không là mắc cười. Rồi vợ em nói đừng vượt qua lòng dễ giáo anh đi. Ráng cầm cự tới sáng đi chụp hình em mà thức nguyên đêm sáng chụp hình được. Ráng cầm cự luôn.
không, cũng tôi nghĩ là cũng nhờ cái vụ mà vượt qua dòng lễ giáo đó mà cười sáng đêm luôn mà. Các bạn có cái đêm tân hôn tuyệt vời không? Dạ không. Bởi vì cuộc đời em đừng có đoán một cái gì trên cái cõi đời này hết trơn. Trời em đoán có đúng cái gì mà chật không? Ừ. Tại vì vậy? Đêm tân hôn á là trước cái ngày đám cưới là anh bị bể cái đầu, thì anh mai 3 mũi. Dạ, nên lúc đó cũng không, em không biết gì luôn. Đến lúc đó mà rước dâu về tới buổi trưa thì anh mới nói là em ơi, hôm qua anh bị bể đầu, mai 3 mũi. Thì em mới biết, tối ở nhà hàng thì em cứ sợ anh xỉu không à. Ừ. Thì tới tối á, thì về thì đâu dám làm gì đâu, sợ dữ quá là, không phải, sợ em móc trúng cái đầu anh. Thì cũng phải một tuần sau đi Đà Nẵng thì em tụi em mới có đêm tân hôn. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, có nghĩa là giữ gìn cho tới giờ phút cuối. Con muốn 89 rồi mà vẫn còn bị chuyện gì. Ôi. Rồi sao? Cái tân hôn ở Đà Nẵng vui không? Dạ, vui không? Dạ, cứ có bù. Phải mất công khám phá nhiều. Dạ đúng rồi, bù từng lễ. Bù từng lễ trước cưới. Bù từng lễ. Trời ơi, một năm mấy tìm hiểu rồi chụp hình cũng chung đồ cầm cự rồi. Tôi nể nhất là cái điều mà vượt quá dòng lễ giáo rồi. Cầm cự mà tới sát tôi thì thấy lịnh quá đi trời. Có chuyện gì vui không? Dạ có. Vậy ở với nhau rồi á thì tối á, lúc mà hai đứa uống quýt á, tức là lúc mà đụng thùng khua chảo đó. Dạ. Tối đó có cô bán chè, thì cái cô đó tối cũng mới đi bán ngang nhà thôi. Thì lúc hai đứa đang cao chào á thì cô đó bán đi ngang rau là ai chè đậu đen không? Tự nhiên cái anh hỏi em ăn chè đậu đen, cô này bán ngon lắm. Đang lúc cao trào còn nghĩ tới cái chè đậu đen nữa. Tôi hận với bà bán chè. Có nghĩa là lúc đó em nói là sao? Thôi em không ăn đâu. Rồi xong tụt cảm xúc luôn. Tụt cảm xúc luôn. Dạ không ăn chè cũng không làm gì hết, đi ngủ luôn. Vậy đó. Ủa sao tại sao đương nhiên em hỏi chè đậu dạ, đen vậy? Trước đó mấy ngày vợ em nói thèm chè đậu đen. Em tính gì vợ nói thì em hay nhớ. Mà cái gì ngon thì em mới mua cho vợ hay gia đình ăn. Cái lần đó cô bán chè cũng ngon. Tự nhiên em nhớ là giờ vợ thèm chè đậu đen chứ hỏi vợ ăn không. Trời. Mà nó nghe là tới giờ mà bán chè đậu đen nó còn không? Còn. Dạ còn. Vậy thì phải mốt phải me thôi thời gian biểu. Mỗi lần mở đi bán chè tới giờ mới đi bán chè đậu đen là đừng uống quýt. Rồi bây giờ nè, anh thấy chồng em rất là hiền. Vậy thì về ở với nhau mấy tháng rồi thì anh có thật xấu gì? Dạ anh kỹ tính, giống như là đồ đạc anh cũng kỹ lắm. Là xe cổ anh cũng kỹ lắm, đi đâu mà lỡ mà tối rồi khuya 12 giờ không vậy nữa. Xe dính dơ lôi xe ra rửa. Em nói là thôi xong để lên bữa sau về sớm thì rửa. Anh nói là thôi xe dơ mà anh đi anh ngứa chịu nổi. Dép mà để đi về mà có cái tủ dép á mà không để lên á, để dưới. Thì anh nhắc hoài anh mệt, anh nói giờ đứa nào để dép dưới là 10.000 đôi. Dạ em bị miết rồi, giờ hết tiền rồi. Giờ em về là em nhớ đầu tiên là mở dép lên. Rồi. Còn tật xấu của bà xã em là gì? Dạ tật xấu của vợ em là lúc trước mới quen á, em qua là chuẩn bị sẵn lắm, lẹ lắm, còn khi cưới rồi á lề mề lắm. Thời tới hồi mà hẹn đi đâu là tới giờ cũng sạc qua thằng lại chưa xong à. Tại ngày xưa ta đi chơi có vợ không ơi. Đi được 2 tiếng đồng hồ ta phải lẹ tranh thủ. Còn bây giờ ở chung rồi thì khỏe luôn. Suốt luôn đâu có cần lề mề. Còn gì nữa? Dạ cũng là cũng trước là cũng hay nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo tới nỗi trong giấc mơ cũng nhõng nhẽo luôn. Con nhỏ mà. Nhõng nhẽo mà cống hít hít giống như chồng dỗ nó quen rồi cái ngủ. Ngủ mà xong rồi nhõng nhẽo cứ biết hết, em tưởng gì đang khóc, em giật mình dậy. Em dỗ vợ có gì không? Cái vợ nói không. Cái ngủ tiếp. Biết em quen rồi, đâu có giật mình nữa đâu. Chỗ dỗ ngủ vậy vợ. Bé mới có 24 tuổi mà. Rồi, bây giờ em muốn Ngân thay đổi điều gì? Bớt lề mề rồi thôi. Bớt lề mề thôi. Chứ giờ em hoàn hảo rồi. Nấu ăn ngon lắm. 24 tuổi mà nấu ăn ngon là hay lắm á. Còn vợ? Em chỉ muốn ảnh là bớt cái kỹ tính lại đi. Rồi bớt khó tính lại xíu. Em, cái kỹ tính á là em phải nên giữ. Mà cái khó tính á thì mới cần sửa. Dạ. Khó tính quá thì là bớt khó tính lại chút. Nhưng mà kỹ tính là tốt lắm đó nha. Mai mốt con mình được nhờ đó. Đúng không? Em bé nó rất cần sạch sẽ. Rất là sạch sẽ. Dạ. Đó, trời ơi hai người này dễ thương quá. Đâu có gì đâu góp ý ha. Dạ. Giờ chỉ biết chúc là hai người thiệt là hạnh phúc nè. Trời ơi. Mong em bé hả? Dạ. Đây. Rồi. Chúc đi. Rồi, xin chúc cho Cường với Ngân sau chương trình này về ha, hai vợ chồng sẽ có một cái dịp nào đó gần gũi nhau
Dịp gì tối nay liền cái dịp gì bà nội ơi. Bà, cái ông mụ bà mụ này thích thích. Rồi tối nay đúng không? Rồi chúc cho Cường với Ngân tối đêm nay về nghe. Và làm gì đó không biết ha. Và 9 tháng 10 ngày sau sẽ có một em bé thiên thần xuất hiện. Chắc chắn là có luôn. Và em bé nó sẽ khỏe mạnh, tháo khỉnh và xinh đẹp như ba và mẹ của nó. Chúc tụi em vậy nha. Dạ,